Dược liệu chứa chất nhựa. Mục tiêu học tập. Trình bày định nghĩa và phân loại được chất nhựa, mỗi loại cho một ví dụ điển hình. Nhận thức được hai dược liệu chứa chất nhựa được đưa vào giáo trình, cánh kiến trắng và cánh kiến đỏ. Hợp chất vô định hình trắng đục hoặc trong suốt, cứng hay đặc ở nhiệt độ thường, mềm khi đun nóng. Không tan trong nước, tan trong ancol, tan ít hoặc nhiều trong các dung môi hữu cơ. Không lôi cuốn được theo hơi nước. Phân loại. Nhựa chính tên là kết quả của sự oxy hóa và trùng hiệp hóa các hợp chất cationic trong cây. Ví dụ, colophan là phần đặc của nhựa thông. Nhựa dầu, hỗn hợp gồm nhựa và tinh dầu, trạng thái mềm hoặc lỏng. Ví dụ, nhựa thông. Bôm, nhựa dầu có chứa axit benzoic và axit cinamic. Ví dụ, cánh kiến trắng. Gluco, nhựa, nhựa có dây nối liên kết với đường. Ví dụ, nhựa galat. Gôm, nhựa, hỗn hợp gôm và nhựa. Ví dụ, gôm nhựa họ hoa tán. Thành phần hóa học. Ancol. Ancol thơm, ancol benzoic, ancol cinamic. Ancol ditectenic, ancol terditectenic. Aldehyde, vanillin. Acid. Acid thơm, acid benzoic, acid cinamic. Acid ditectenic, acid terditectenic. Phân bố trong thiên nhiên. Tập trung ở một số họ. Họ thông. Họ cúc. Họ đậu. Họ hoa tán. Họ chám. Họ bìm bìm. Đa số các họ, nhựa tập trung ở các ống tiết. Ngoài ra còn có ở lông tiết, gai dầu, tế bào tiết, bìm bìm. Cây không có bộ phận tiết, chích nhựa, cánh kiến trắng, bôm tô lu, bôm tê du, chiết xuất nhựa, chích lấy nhựa, chích nông hay sâu tùy theo vị trí bộ phận tiết, thông thường chích đến tầm phát sinh ly bi, bộ. Tùy theo mục đích khai thác, chích triệt để hoặc chích vừa để nuôi dưỡng cây. 2. Để nhựa tự chảy hoặc do vết sâu bọ đốt hay làm tổ. 3. Chiết bằng dung môi hữu cơ thích hợp. Công dụng. Trong ngành dược. Làm thuốc nhuận tẩy, nhựa họ. Chữa ho, sát khuẩn đường hô hấp, long đờm, nhựa thông, cánh kiến trắng, bôm tô lu. Gây sung huyết ngoài da, nhựa thông. Trị sán, dương xỉ đực. Làm chất màu bao viên, cánh kiến đỏ. Sản xuất đỏ camin, chất nhuộm tiêu bản thực vật. Cánh kiến đỏ. Bán tổng hợp camphor, tơ tin, nhựa thông. Trong các ngành kỹ nghệ khác. Kỹ nghệ sản xuất chất dẻo, verni, chất cách điện. Kỹ nghệ sản xuất giấy viết. Kỹ nghệ hương liệu và sản xuất nước hoa. Các dược liệu có chứa chất nhựa. Cánh kiến trắng.